Chiều tối nay 6 tháng 2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 mới, trong đó 4 ca lây trong cộng đồng, gồm hai anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 5 ca mắc mới là bệnh nhân 1977 đến 1981, gồm 1 ca cộng đồng tại Bắc Ninh, 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 tại Bình Dương, 1 tại Quảng Ninh và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một bệnh nhân, bệnh nhân 1979 là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại bệnh viện Giải chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Bình Dương ghi nhận một bệnh nhân, bệnh nhân 1980 là nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 của bệnh nhân 1979, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Với 5 ca bệnh mới, đây là ngày ít bệnh nhân nhất trong 11 ngày chống dịch vừa qua.